Xin chào anh em vào cuối tuần này thì các giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ trở lại và ở giải Ngoại hạng có một trận đấu vô cùng đáng chú ý, một đội bóng mà tôi luôn luôn yêu mến, luôn luôn theo dõi đó là câu lạc bộ Arsenal sẽ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Liverpool, trên sân Anfield. Nếu như trận đấu này diễn ra trước một tuần thì mọi chuyện có thể sẽ rất phức tạp với Liverpool bởi vì một loạt những trận đấu trước đó của Liverpool là những trận đấu có kết quả không tốt họ đã thua trong trận đấu gần đây nhất tại uh, giải ngoại hạng Anh. anh. Chuỗi trận bất bại của họ ở Premier League mùa giải này đã bị chặn lại. Nhưng uh, có một chút may mắn dành cho Liverpool bởi vì là sau trận thua đấy thì uh, là cái giai đoạn thi đấu của các đội tuyển quốc gia. Thế nên là cái giải ngoại Anh, anh uh, được dừng lại quãng thời gian uh, khoảng 2 tuần đó thực sự là rất là giá trị với Jurgen Klopp. Tất nhiên có thể có những cái vấn đề nó chi phối khác như là các tuyển thủ quốc gia phải về thi đấu thì nó ảnh hưởng đến vấn đề thể lực thế nhưng mà nói gì nói cái việc mà thi đấu cho các đội tuyển quốc gia ấy, đôi khi mất một chút sức nhưng nó lại đem lại những cái hưng phấn và nó, nó, nó tạm quên đi những cái gì nó có thể nói là không hay ở cái trận thua còn với arsenal thì lại có khi lại còn là chiều ngược lại bởi vì là đang sung hệ thống nó đang vào form đang trơn thì tự nhiên lại bị ngắt mạch cái lại đi đá đội tuyển đi đá đội tuyển thì nó lại có thể có những cái, cái, cái thông tin nó gọi là bất lợi ví dụ trường hợp của Obama thì có có thông tin là anh bị chấn thương hơn. thực tế cuối cùng thì có vẻ không phải nhưng mà những cái chi tiết kiểu như vậy sau khi đá đội tuyển ấy thì có đội thì là đang xuống ấy, thì là đi đá đội tuyển như thế có khi lại là, là lên trong khi đội có đội đang đang lên ấy, thì bị ngắt cái mạch cái này thì là mất đi sung mất đi cái nhịp đang được gọi là làm nóng của mình sau khi đi đá về đội tuyển về mà đi đội tuyển xong lại chưa chắc lại được đá thì lại bị nguội mất thế là nó lại là ảnh hưởng đến cái, cái, cái nhịp đúng không ạ thì đấy là cái cách một cách một cách suy luận có thể đúng với người này không đúng với người khác còn với cái trận đấu này ấy, thì liverpool là đội có kết quả đối đầu trong năm trận gần đây tốt hơn hẳn so với arsenal họ thắng 4 và chỉ để thua có một lần thôi và các trận thắng thì đều ghi ít nhất 3 bàn. Những con số này đủ để khiến cho các cổ động viên của Arsenal có thể nói là đau đầu. À, tôi cũng vậy. Thế nhưng bây giờ là lúc mà tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã đang có những cái dấu hiệu của sự khác đi. Cái việc mà Liverpool có phong độ không tốt chúng ta nói rồi. À, và nếu như mà cần phải chỉ ra cái tuyến à, kém hiệu quả nhất của Liverpool à, đó thì đó chính là hàng tiền vệ. À, một loạt những cầu thủ của họ kể cả đưa Thiago vào Uh, Fabio đẩy lên đấy, uh, thì cũng đều không hiệu quả. Uh, Henderson chơi ở cái vị trí này trong giai đoạn vừa rồi thì rõ ràng là không không giữ được cái thế trận cho Liverpool uh, và cái yếu tố này nó làm ảnh hưởng đến chất lượng kiểm soát trận đấu và phòng ngự của Liverpool. Uh, các thủ phòng ngự của Liverpool thì về mặt cá nhân họ vẫn có những cái cầu thủ giỏi và cũng vẫn có thể giải quyết được rất nhiều những pha bóng ví dụ như thủ môn Alisson Becker hay là Virgil van Dijk. Tuy nhiên trong toàn cục tức là hệ thống thì vì gãy đổ ở giữa sân Liverpool rất dễ thua. Đó, họ không giữ được điểm trong trận đấu gặp Brighton, họ thua trong trận đấu gần đây nhất gặp West Ham, tức là những đội bóng mà dùng sức phá phá họ không cho họ có thể có cái 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 cái, 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 cái tâm kiểm soát cái trận đấu ờ, có thể Liverpool vẫn ghi bàn ở phía trên bởi vì bộ ba tấn công của họ vẫn duy trì được phong độ rất là hay ừ, Salah Mane lúc thì Jota lúc thì Firmino đúng không ạ Thế nhưng mà cái tuyến giữa nó làm gãy đổ như vậy thì cái yếu tố đấy nó có thể khiến cho Liverpool không không còn có được một cái cái điều kiện đủ tốt để có thể chơi những cái trận đấu thực sự là là đúng theo cái cách mà họ mong muốn và Arsenal dù sao đi nữa cái tên đấy và cái cuộc đối đầu đấy nó vẫn có thể coi là một cuộc đối đầu lớn ở ngoại ngành Anh. và khi những cái tên này gặp nhau thì đương nhiên là nó sẽ tạo ra được rất là nhiều những cái hiệu ứng và bên cạnh cái cái cái, cái việc Liverpool vẫn đang ở ở cái top trên ấy, thì cũng cần phải thấy rằng Arsenal cho đến lúc này đã đứng vị trí thứ năm rồi đã gọi là cận kề cái cái top 4 rồi và nếu như Arsenal thắng nhé thì họ sẽ hoán đổi vị trí của chính Liverpool. Họ sẽ lên số bậc thứ thứ tư. Và đó là một chi tiết rất hay bởi vì vòng trước ấy thì trong khi MU thua, Arsenal thắng. Arsenal lấy vị trí thứ 5 của MU. Và nếu như thắng tiếp trận nữa trên sân Anfield thì Arsenal có một cái bước tiến ngoạn mục. Đúng không ạ? Vào thẳng luôn top 4. Từ sau vòng 3 tức là ba trận trắng tay đi một lèo 9 trận mà lọt vào top 4 thì tôi nói phải nói rằng là không có gì đẹp hơn cho câu lạc bộ Arsenal. Nhưng đấy là một giấc mơ thôi vì thực tế mọi chuyện nó khó hơn rất nhiều. Tôi thì tôi nghĩ rằng là vào thời điểm này Arsenal thắng được Liverpool là không hề dễ một tí nào, nhất là đá trên sân khách. Nhưng họ có thể tạo ra sự cân bằng không? Thì có, bởi vì họ đang có rất là nhiều cái sự cải thiện. Thứ nhất là hàng thủ của họ đang được tổ chức với một cái chất lượng cao hơn. Rostel, thủ môn được mua về mùa hè vừa rồi đã chơi với một cái chất lượng rất là hay ờ uh, sư, uh, rồi Gabriel uh, rồi ben White uh, đã đã tìm thấy chính mình. Đặc biệt là những cầu thủ như là Benoît một người đã có phần bị nghi ngờ ở đầu mùa ấy, thì đã tìm thấy cái, cái, cái những cái phẩm chất tốt của mình để có thể đứng vững và khi họ đứng vững thì họ tự tin họ kết nối với nhau và tạo ra được một cái khối nó rất là hiệu quả. Ở khu giữa sân thì những cầu thủ như là uh, Locongo, ai là Party chẳng hạn thì uh, đang đang là những cái điểm tựa rất là vững vàng để kết nối uh, Smith Rowe ở phía trên thực sự là một cầu thủ uh, rất hay uh, bên cánh phải còn có Saka nữa và đó là những cái những cái tín hiệu những là cái nhân tố tạo ra cho Arsenal một cái bộ mặt rất là tươi sáng có một cái tính cân đối uh, trong cái lối chơi có sự cân có sự cân bằng có sự chắc chắn với một sân nhà và có cả những cái bảng miếng để có thể tạo ra những đường tấn công nó vừa khoáng đạt và có cả sự hiệu quả nữa. Thế nên tôi nghĩ rằng trận đấu tới đây thì Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra được một thế trận cân bằng với câu lạc bộ Liverpool. Arsenal như vậy là đã có 10 trận bất bại liên tiếp kể từ sau trận thua đậm Man City với tỷ số 0-5 và phải nói rằng là cái điều mà đáng kể nhất là Arsenal chỉ để thua có 4 bàn trong chuỗi 10 trận bất bại đó. Đó là một cái thông tin có thể nói là cực kỳ thú vị. À, tuy nhiên, nên nhớ rằng một lần nữa chúng ta phải nhắc đây là trận đấu trên sân Anfield của của Liverpool và trận gần nhất mà Arsenal thắng được trên sân Anfield là từ tháng từ từ năm 2012 tức là cả chục năm rồi. Lâu lắm rồi. Chẳng nhớ chính xác là trận nào nhưng mà đấy thắng được Liverpool khó lắm. Nên ra là đó sẽ là một cái đó sẽ là một cái ngưỡng mà 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 để vượt qua là một câu chuyện không hề đơn giản. À, nhưng thôi tôi chỉ mong rằng đây là trận đấu mà Arsenal có điểm thôi. Và tôi dự đoán rằng đây sẽ là một trận đấu có nhiều bàn thắng. À, hai đều hai bàn cho mỗi đội. Nó sẽ làm cho chúng ta có một cái buổi tối cuối tuần rất là thú vị, một cuộc cạnh tranh nó có cái sự rượt đuổi, nó có cái sự kịch tính càng tốt và Salah có thể ghi bàn nhưng bên này Smith cũng có thể ghi bàn tất cả những yếu tố đó sẽ làm cho chúng ta có một cái trận đấu giàu tính giải trí và quan trọng với Arsenal vào lúc này là duy trì cái sự bất bại duy trì một cái nhịp còn cái việc mà lọt vào tốt nọ tốt kia cứ từ từ tôi thì tôi không đánh giá cao Arsenal ở trong khả năng cạnh tranh đó ở mùa giải năm nay đâu vì đó vẫn đang là một cái đội bóng mà có thể là còn có những cái điểm cần phải hoàn thiện tức là Uh, cái vai trò dẫn dắt, cái vai trò ảnh hưởng của những cầu thủ uh, đẳng cấp cao ấy nó chưa thể hiện được cách đều đặn ở uh, Odegaard, ở uh, Smith đúng không ạ? Uh, họ cần có thêm thời gian để tích lũy thêm, họ cần phải trưởng thành nhiều hơn. Thế còn với Liverpool, dù sao họ là một đội bóng đã từng giành được những rất nhiều danh hiệu lớn và đó là những cầu thủ lớn thực sự. Thế nên là chúng ta cần phải có sự tôn trọng dành cho đội chủ sân Anfield. Uh, có thích Arsenal đến mấy, có yêu Arsenal đến mấy thì tôi cũng phải nghĩ rằng là tôi tôi nghĩ rằng là hòa wow, cũng đã là rất tốt trên sân của của Liverpool rồi và cái việc mà lọt vào các, các cái vị trí cao đối với Arsenal vẫn sẽ là một cái cuộc chiến uh, đường dài uh, chưa thể nói uh, và chưa thể khẳng định và điểm phải được hy vọng là Arsenal của tôi sẽ có được điểm trong trận đấu gặp Liverpool và đó là dự đoán của tôi uh, rất mong là chúng ta sẽ được uh, xem một trận đấu uh, đủ hay đủ thú vị vào cuối tuần này xin chào và hẹn gặp lại anh em.